Hi, Như xin chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em hai con men hàng bãi đẩy của Trung Quốc ha. Model nó là ADX HE11 và ADX HE18. Hai con men này thì một con men dùng để đánh súp và một con men dùng để đánh full thì rất là tuyệt vời. Hoặc là chơi hai quả full luôn cũng rất là tuyệt vời anh em. Bởi vì thứ nhất là nó đồng model ha, đồng model và cấu trúc máy nó như nhau, mặt đều là mặt 5 vĩ tiếng hết anh em ha. Mặt 5 vĩ. Đó, mặt 5 vĩ mình show cho anh em xem ha. Mặt 5 vĩ này. Cái mạch thì hơi xấu. Cái mạch thì hơi xấu, như con này là rất là đẹp. Con này thì đẹp nguyên luôn. Còn con này đỡ dưới, em tháo cái phần hát ra đỡ dưới ẩm thì nó có xét. Nhưng mà ruột gan thì mới rời rời. Bởi vì mình mới nâng cấp phần hát mình đổi cho con men khác ha. Đó, men này nó hơi xấu cái mặt này nè, nó tình trạng nó như thế này. Còn tất tần tật là đều riêng đẹp nguyên bản, còn ruột gan nó là mới rời rời luôn. Rồi, anh em nhìn thấy cái ruột gan của này là biết mới, nó mới tưng luôn ha, mới tưng luôn. Còn cái vỏ ngồi thì nó hơi gãy xét chứ không sao hết. Mình quay cho anh em xem một vòng xung quanh. Cái này là nó sơn nhựa ha, sơn nhựa. Còn cái nắp máy cũng vậy, nắp máy nó cũng hơi gãy xét, sơn nhựa. Còn cái tem bát số lô số series của hãng này nè. Con này có cái rơ le nhiệt bảo vệ chống chạm chọc nữa không? Đó. Cầu bass lo thì jack speaking hoặc là jack bắp chuối vặn dây rồi được hết không? Input link khớp đại hồi xong khớp đại và rig mono CT đầy đủ hết. Con này là mạch 5 vi tiếng ha, có cái mạch tiền khớp đại ở đây rồi nè anh em. Chất lượng lắm, hàng rất là chất lượng. Ở trong thì mới tinh tươm không? Trong mới tinh tươm. Đặc biệt là cái quẹt biến áp. Mình lấy thước mình đo cho anh em xem, quả mép rất là to, to lắm. Nguồn nó to như thế này thì mới khỏe được ha, mới chiến đấu được. Anh em thấy nguồn chưa? Nguồn tới 22 phân. Đó, nguồn 22 phân cho con 18 ha. Còn con 11 là nguồn 19 phân anh em không? Con 11 là nguồn 19 phân. Hàng này thì chắc chắn 100% là đồng rồi, anh em khỏi suy nghĩ nhẹ rồi ha. Hàng hãng mà, hàng hãng. Đó. Con này công suất thực đạt của nó là 1800W một kênh ở chế độ 4 ohm anh em ha. Thì với cái công suất như mức như thế này thì đánh full đôi coi 100 hoặc là súp kép coi 100 rồi. Bao anh em đánh bao anh em đánh thoải mái. Đó, bao anh em đánh thoải mái không? À, con này là chạy điện áp rất là cao, 100V. Tụ điện 100V ha. 8 quả trụ tụ làm nguồn không? Con này chất âm thì clutch hát thì bao phê và nói về độ trâu bò của nó thì cũng kỳ như trâu luôn. Dữ lắm. Đấy, thì với công suất như này thì anh em đánh nó full đôi coi 100 hay là súp kép coi 100 bao đánh ha. Rồi, tiếp theo là con ADX HE11. Con này thì công suất thực đạt của nó là 1100W một kênh. 1100W một kênh anh em ha. À, con này thì điện áp thấp hơn, điện áp 80V. À, 80V ha, tụ 10.000mAh. À, sò bọng thì cũng nhiều lắm á. 2 4 6 8 9 18 sò một kênh ha, 18 sò một kênh. Con này bao nhiêu ta? 2 4 6 8 10 12 12 là 24, 24 là 48 sò ha. Đấy, mình đếm chi tiết ha. Con này thì công suất anh em đánh súp đơn 50 thì tẹt ga coi 100 đổ lại không? Còn full đôi á thì coi 76 thì tẹt ga luôn. Đó. Còn lo ba tấc thì coi 76 coi cho thoải mái, chơi coi 100 thì cũng được nhưng mà hơi yếu ha. Đấy, mình có hai con đồng môn hai con luôn. Ở mặt sau đẹp nó mới như mới đúng không? Rồi mà hàng mình tháo phòng hát ra mà thì nó xét thôi, nó xét cái mặt thôi. Hai cái nắp lưng ở đây hả? Hai nắp lưng này. Bình không? Sơn nhựa. Cái con kia nữa đó rồi. Rồi còn đây sơn nhám. Con sơn nhựa, con sơn nhám ha. Đấy. Anh này thấy chưa? Bây giờ. Và giá thì con HE18 này á, giá 5 triệu anh em ha. Còn con HE11 này là giá 4 triệu đó. À, anh em nào có nhu cầu sở hữu những cái món hàng cổ mà hay như này thì liên hệ với nhau 0909 04 36 79. Thân ái chào người anh em.